Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Mong rằng các bác thích ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục nói chuyện về Thích Tâm Phúc, người đang bị hội đồng tuyên án đây. Và chúng ta hãy thấy rằng là đây là cái phiên có thể nói rằng là tuyên án đối với Thích Tâm Phúc. Đó. Một cái hình ảnh có thể nói đối với Thích Tâm Phúc là một hình ảnh rất là đau lòng. Đó. Chúng ta học được gì từ chỗ này? Thì tôi xin chia sẻ đôi điều với các bác như thế này. Thích Tâm Phúc là bị kết án tổng cộng là 8 năm tù giam. Người xưng Thích Tâm Phúc lãnh 8 năm tù. Ông Nguyễn Minh Phúc tự xưng là Thích Tâm Phúc thì bị Tòa Nhân dân huyện Củ Chi tuyên xử phạt là 8 năm tù giam. Và sau một buổi xét xử thôi thì Tòa Nhân dân huyện Củ Chi tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức do Nguyễn Minh Phúc, 41 tuổi, tên thường gọi là Thích Tâm Phúc thực hiện. Và theo hội đồng xét xử thì căn cứ lời khai nhận tội của bị cáo và các tài liệu đã chứng cứ xác minh đã xác định bị cáo đã có hành vi dùng mạng xã hội Zalo liên lạc để làm 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tách thửa để bà LTHT tin tưởng, và giấy này đúng quy định nhằm chiếm đoạt số tiền là 70 triệu đồng. Hành vi của bị cáo thì đã đủ để mà cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Và sau khi cân nhắc cái mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, hội đồng xét xử là tuyên phạt ông Thích Tâm Phúc là 3 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm 6 tháng tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, và tổng hình phạt mà ông Thích Tâm Phúc phải chấp hành là 8 năm tù. Và đối với các tài liệu giấy tờ bằng cấp giả, hội đồng xét xử là tuyên là tiếp tục lưu cái hồ sơ vụ án. Và đây thì có 70 triệu đồng thôi, nhưng mà Thích Tâm Phúc thì đang bị xử một cái mức án đó là 8 năm tù giam. 70 triệu đồng cho 8 năm tù giam. Thế thì tôi cũng phát biểu với các bác một cái cảm nghĩ thế này. Khi nhìn qua con số 70 triệu đồng, việc Thích Tâm Phúc nhận tội thì chúng ta thấy là rõ ràng rồi nhé. Không bàn cái chuyện này nữa. Là đúng hay sai nữa. Thế nhưng mà nhìn qua con số 70 triệu và 8 năm tù giam, thì thật sự tôi nghĩ mãi đến cái anh Chu Ngọc Anh, và khả năng là anh ấy được đặc xá hoặc cái thế nào đó vân vân sau này, và các quan chức khác với mức án và vô cùng nhẹ, thậm chí có người làm thiệt hại cho nhà nước, cho nhân dân lên tới cả nghìn tỷ đồng. Thế nhưng mà nhận một cái mức án thật sự là chúng ta phải ngớ người. Ở đây thì 70 triệu đồng chiếm đoạt, nhưng mà đã mất 30 triệu đồng để đi thuê làm giả con dấu tổ chức, đi thuê, và cho nên là mất 30 triệu, cho nên là trừ vốn đi, vốn liếng đi, thì anh Thích Tâm Phúc này là chỉ còn có 40 triệu đồng. 40 triệu đồng để trả giá việc này thì mất 8 năm tù. 8 năm tù để mà đổi lấy là 40 triệu đồng. Thì thật sự đối với bất kỳ ai, hay ngay cả với Thích Tâm Phúc này, không khóc là hơi lạ. Đúng không ạ? Không khóc là hơi lạ. Và đối với người dân chúng ta khi nhìn vào thì chúng ta cũng thấy rằng là 70 triệu đồng này nhưng mà kiếm được tới tận 8 năm tù giam. Trong khi đó, một số người khác, quan chức khác, họ trục lợi lên tới rất nhiều tỷ đồng, tính bằng đô la đi. Thế nhưng mức án của họ thì so với Thích Tâm Phúc chỉ như là muỗi đốt inox, chả là cái gì cả. Đấy là cái thứ nhất mà tôi muốn cảm nhận với các bác. Cái thứ hai nữa là chúng ta học được gì? Thích Tâm Phúc thì để mà ông ta nói về đạo của một số trong cái thời gian trước, thì tôi đồng ý rằng nội dung của ông ta nói là đúng, nhưng cách thức hoặc là cách truyền tải là nó bị sai. Đó. Thì tại sao nó bị sai? Về cách thức truyền tải nhé, tôi nói nội dung nhé. Đúng kiểu chúng ta nói câu chuyện của người Việt thôi. Đó là nhiều khi chúng ta nói, nhiều khi lên giọng một tí, xuống giọng một tí, là nó mang bao gồm cái hàm ý nó khác rồi. Tiếng Việt chúng ta nó bị như vậy. Đấy, cho nên ấy, là cái thái độ của ông khi nói là nó bị sai. Đây là cái thứ nhất. Thì tại sao nó bị sai? Thì đó là bởi vì là
Thích Tâm Phúc cũng không giữ giới. Ông tự xưng là tu sĩ, nhưng mà ông vẫn nhận tiền rồi là nọ kia vân vân, rồi thậm chí tham gia vào những công việc như là tách thửa thế này. Nếu ông thật sự giữ giới thì ông sẽ không làm cái việc đó, và chắc chắn là ông sẽ là người tu hành, là một tu sĩ chính thống, thì ông sẽ không bao giờ mắc những tội này. Bởi vì đây là cái giới. Cái thứ nhất liên quan đến giới là không ăn trộm ăn cắp. Thì cái việc nhận tiền sau đó đưa lại một giấy tờ giả, ông đã vi phạm cái giới này. Cái giới thứ hai nữa là người tu hành thì xin thưa với các bác rằng là không có nói láo. Thì có một số cái thì là ông cũng có cái truyền tải là nó sai. Ví dụ như là trong cái vụ án này là ông nói chuyện kia là sai. Nếu ông mà thật sự là giữ những cái giới, ít nhất là năm giới cơ bản, thì đã không có cái chuyện ngày hôm nay. Đó. Đặc biệt là nếu ông là người tu hành thật sự, thì tức là xuất gia đi tu, thì xin thưa với các bác rằng là ông không có cất giữ tài sản tiền bạc. Và đấy là cái quan trọng nhất. Và chắc chắn với cái giới này ông sẽ không vi phạm pháp luật. Bởi vì chỉ cần ngày ăn một bữa thôi. Ngày ăn một bữa thôi. Các cơ sở vân vân nữa thì có thể là mình bằng cái đạo hạnh mình tu hành của mình, thì mọi người sẽ cúng dường cho mình một cái chỗ để mà mình đến để giảng pháp. Nhưng chỗ đó lại không phải của mình. Cơ bản Đức Phật từ trước đến giờ vẫn như vậy. Từ thời Đức Phật thì có cấp cô độc hay còn gọi là tu đạt, thì đã cúng dường hẳn một cái vườn, nó rất là nhiều tiền, mua của thái tử, của quốc vương. Thế nhưng mà đâu phải Đức Phật sở hữu cái này, mà là chỉ để cho các chư tăng đến đó để mà giảng pháp với mọi người. Và Đức Phật thì vẫn đi thôi. Chẳng qua đến cái mùa an cư kiết hạ thì Đức Phật tới đó ở một vài tháng, sau đó rằng là đi tiếp, đi khất thực tiếp khắp nơi trên thế giới. Thế thì rõ ràng cái câu chuyện Đức Phật cũng không hề sở hữu bất cứ một cái tài sản nào, kể cả cái tài sản đó lớn đến mấy đi chăng nữa. Đó là người tu hành thì người ta sẽ phải tránh xa cái tiền bạc, và đó là một cái điều tự nhiên. Đó. Cũng giảng cũng có những số điều nói trùng khớp với cả Thích Tâm Phúc, về sư Minh Tuệ cũng nói cái, những cái về đạo á, về pháp, về đạo pháp á, thì cũng có những cái mà nói trùng hợp với cả là những cái mà Thích Tâm Phúc. Và thực tế chúng ta cũng hoàn toàn tìm được những cái điều này ở trên trang web mạng xã hội. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất là người ta nghe theo Thích Minh Tuệ mà không thể nghe theo Thích Tâm Phúc, là bởi vì Thích Minh Tuệ là tu thật, là giữ giới thật. Đó. Và chính cái việc giữ giới nó làm cho cái đạo hạnh của sư Thích Minh Tuệ nó được lan tỏa đi khắp nơi, và mọi người đều cảm thấy một nguồn năng lượng ấm áp khi mà chỉ cần nhìn thấy hay là trò chuyện với cả ghi là nhìn thấy hay là trò chuyện với cả sư Thích Minh Tuệ. Các bác cứ để ý, các bác sẽ thấy ngay. Đó là cái trò chuyện rất là ấm áp. Và không bao giờ có những cái thái độ mang cái tính chất sân si sân hận như là Thích Tâm Phúc. Nhiều người thì có bảo rằng là Thích Tâm Phúc là bị đè nén, bị ông Từ, bị ông kia vân vân đè nén rồi là vân vân, khi mà làm trong những hội Phật giáo Việt Nam nọ kia. Nhưng đó cũng chỉ là ngoại cảnh. Mình là người tu hành thì người ta cứ đấm mình sâm sưng mồm lên, chảy máu mồm, thì mình cũng không được sân hận, và thậm chí mình vẫn chúc người ta được hạnh phúc. Và đó là cái mà gọi diệt trừ đi tham sân si. Thì cái này là người tu hành người ta phải nắm vững. Tôi nghĩ rằng Tâm Phúc biết cái điều này, và chính cái việc sân hận của ông lên quá cao như thế nó tạo cho một cái bi kịch trong ngày hôm nay. Bởi vì khi sân hận, khi mà ghét bỏ, tham sân si, những cái thứ đó là cái thứ vô minh, nó che mở mất cái gì ạ, cái trí tuệ của chúng ta, cái tuệ giác của chúng ta, và nó hướng dẫn chúng ta đi làm sai quấy, làm sai trái. Thì cái việc này là chúng ta cũng không thể phủ nhận được là Thích Tâm Phúc đã bị như thế. Có chăng á, thì chúng ta bằng cái tâm từ bi của mình và bằng một cái quan sát của mình ở ngoài, thì chúng ta thấy rằng là cái án 8 năm tù với Thích Tâm Phúc là một cái án quá nặng nề. Quá nặng nề. Thật sự tôi nghe qua cái án là 8 năm tù thì tôi cảm thấy nặng nề lắm, và cũng cảm thấy một phần nào đó là cũng thương cảm. Tôi nghĩ rằng đối với Thích Tâm Phúc chỉ cần khoảng tầm 1-2 năm tù là có thể rằng là được rồi, là có thể hiểu rồi. Bởi vì cái hậu quả gây ra nó không đáng kể, và cái mức án 8 năm tù này nó không thể hiện rõ cái hậu quả mà hành vi của Thích Tâm Phúc gây ra.
quá nặng nề cho số này. Thật sự tôi nghĩ rằng là có lẽ nên kháng cáo và các quan tòa nên xem xét để mà giảm án, bởi vì hậu quả gần như là không có, đúng không? 70 triệu đồng đối với nhiều người cái hàng tỷ đồng thì nó chỉ là như mua đồ inox. Tôi đều chia sẻ các bác. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.